Hai khoảnh khắc xúc động khi em Trần Hoàng Anh giành huy chương đồng cuộc thi tin học văn phòng thế giới hạng mục Excel 2013 và em Nguyễn Thanh đạt giải khán giả bình chọn tại cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới. Đây là năm thứ 2 đội tuyển Việt Nam tham dự cuộc thi thiết kế đồ họa và năm thứ 10 tại giải tin học văn phòng thế giới. Nhưng từ năm 2012, đội tuyển của chúng ta liên tục giành được các huy chương danh giá. Đây là nỗ lực lớn của các em và cũng là của các đơn vị đứng ra tìm kiếm tài năng. Năm nay cũng đánh dấu sự trở lại của tập đoàn Viettel với vai trò là nhà tài trợ chính cho vòng chung kết thế giới. Trước đó, năm 2015, Viettel cũng đã là nhà tài trợ độc quyền đầu tiên trong lịch sử của cuộc thi. Trong cuộc thi năm nay, Viettel cũng có tài trợ cho một số đội tuyển của một số quốc gia mà chúng tôi đầu tư. Thì việc này nó cũng thể hiện cái triết lý kinh doanh của Viettel khi đầu tư ra thị trường nước ngoài. Thì bên cạnh sự phát triển về mặt kinh doanh thì chúng tôi cũng mong muốn đóng góp cho sự phát triển của quốc gia nước sở tại. Tập đoàn Certiport của Mỹ với đại diện chính thức tại Việt Nam là tổ chức giáo dục IIG Việt Nam đã đứng ra tổ chức hai cuộc thi. Đây được kỳ vọng sẽ là hành trang quý giá để các em học sinh sinh viên chuẩn bị bước tiếp những bước đi thành công trong tương lai. Đến nước đây đã là cả một thành tích của các em. Hơn 100.000 thí sinh từ các nước chỉ chọn ra 50 em thi vòng chung kết thế giới. Cuộc thi quan trọng với Microsoft và với cả thế giới. Số hóa đang tác động tới mọi ngóc ngách của xã hội, ngành kinh doanh. Vì thế chúng ta cần các tài năng. Các tài năng ở đây sẽ là những người sáng tạo ra công việc mới, cơ hội mới cho thế giới. Với thành tích liên tục đạt được trong những năm gần đây thì đội tuyển Việt Nam đã trở thành một trong 10 đội tuyển mạnh nhất trên thế giới về thiết kế đồ họa và tin học văn phòng. Và điều này một lần nữa khẳng định chất lượng giáo dục và tài năng công nghệ thông tin của Việt Nam so với các nước khác trên thế giới. Lê Tuyển từ cuộc thi vô địch tin học văn phòng và thiết kế đồ họa thế giới 2019 tại New York.